tại ở trung tâm thành phố Vinh. Thành phố Vinh thuộc tỉnh gì ta? À, tỉnh Nghệ An. À, thành phố Vinh thuộc tỉnh Nghệ An nha các bạn. Nếu phải đi thẳng không hay là đi đâu đây? Xuống cửa lò quay, nhưng mà ở trên này thì thấy gió, không biết xuống dưới có quay được không. Cái này bệnh viện cửa đông, à cái này cửa đông là cái cửa vô thành phố Vinh, cái này là cửa đông. Phố Vinh nha các bạn. Bệnh viện này nó làm cái cầu vượt kiểu như của Từ Vũ cũng vậy. Từ Vũ là Từ Vũ thành phố Hồ Chí Minh. Từ trung tâm Vinh ra cửa hội bãi biển cửa lò thì cách cũng khoảng 15 cây, từ đây đi là 8 cây nè, phải chạy hết một đoạn rồi. Ở ngoài này thì nắng rất tốt, nhưng mà tới trưa chút là nó nóng. Hồi hôm qua chạy trên đường từ từ đâu ra Vinh nóng quá, gió thổi lại nóng hơn. Ở đây hình như là tới cửa hội để biển rồi đó bà con. Ở đây là cửa hội hoặc cửa lò. Cửa hội của thành phố Vinh. À, đây là ra cửa biển đây nha. Đây là cửa hội của thành phố Vinh, có cái bãi biển. Đây là một dãy nhà phục vụ cho khách đi tắm biển. Cái bãi này lớn, giờ này thì không có ai hết. Có khách sạn tàu bố bên đây. Lấy cát quá. Ở đây người ta xài bò như xài ngựa nha.
chắc chảy nước. Ở đây là một cái đền thờ gì nãy của A Dương Vương gì đó. Để cứ chạy lại lần kia quay cái bản nó ghi cũng nhỏ chứ không lớn. Chỗ này là cách Diễn Châu 8 cây số. Đây là núi đất không ạ. Có nhiều chỗ thì núi đá nhưng mà ở đây thì núi đất. Sao giống que trời. Đường ở đây là đường trồng lại, trồng mấy cây keo. Nói chung thì ở miền Trung này ra từ miền Trung trở ra là thấy người ta trồng rừng, trồng cây keo nhiều. Bữa hiện 4 cây số làm chạy, bây giờ được bao nhiêu chẳng thấy đâu rồi, dắt que cũng được nè. Ai xuống đây tắm biển chạy. Cái này là cửa hiện. Từ quốc lộ vô 4 cây số. Tới đây ngay cái đập này thấy mấy đứa nó bắt cá mà cua bắt cá gì nó ghé lại chúng nó chạy lên trên kia cửa hiền tôi trên kia đây hào hùng đó nó lội sình cho mượn cái bịch cá thì sao? Cá này nó vô đây rồi. Cá nâu này ăn ngon lắm mọi người. Cá này mà lớn ăn ngon. Phi. Quá vô nè con. Quá vô. Đấy, cá này nó trốn trong đá người ta mò. Vào lưới ngoài. Nó chạy ra là đi dính lưới. Đó, dính lên con được. Chơi cái cô ý ta cá hiểu nè.
chạy ra vô dính lưới hết. Cá phi đó bự rồi nha. Con vượt cỏ cá chứ nó ơi. Con vào cái lưới này ở ngoài. Dạ. Rồi ở trong cho cá nó chạy ra, cái cá nó vô dính lưới xong rồi gỡ lưới đem lên. Còn cái lưới này cá không mà ngồi gỡ đã luôn. Con vượt cỏ lên. Cái này là cái cửa ngục hoặc là cái rập là phơi, nó dài đó, anh ta bắt là người ta thả dưới đáy nó nằm vậy đó. Bạn ăn không nó có mấy cái lỗ đó, cá nó chung vô thì nó dính vô đó. Wow, vật cá nhiều quá. Bãi biển này nước ở đây không đẹp, bãi nó nước đục. Dạ. Bãi này tên nó là tên gì? Cửa Rau à? Hả? Cửa Rau Cửa Hiên à? Tiếng dân tộc hả? Cửa Rau à? Cửa Rau hả? Dạ. Ủa sao ở ngoài quốc lộ để cửa Hiền là cửa nào? Hiền tạm biệt cũng còn một bãi nữa. À, tới hai bãi hả? Dạ. Cái này cửa Rau. Dạ. Để chú quay nữa, chú quay có bán hàng. Con ra chưa con hàng. Dạ, dạ, dạ. Mình bên đây là ốc. Cái này nhiều. Còn con kia hết ốc gì. Thank you.